Được biết thì Học viện Quản lý Nam Giang có đào tạo ngành du lịch khách sạn và một trong những ngành hot thu hút các bạn sinh viên Việt Nam theo học. Vậy thì lý do nào khiến cho các bạn sinh viên Việt Nam thích theo đuổi cái ngành học này? Và chị chút có thể giải thích được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Quế Hương. Thì quản trị khách sạn là một trong những ngành kiếm việc dễ nhất và với cơ hội làm việc toàn cầu. Và các khách sạn hiện đại và các công ty du lịch luôn tìm kiếm các sinh viên xuất sắc về kỹ năng, giao tiếp, kiến thức tổ chức sự kiện và chuyên nghiệp trong công việc. Và bạn được làm trong một môi trường hoành tráng, năng động tại các khách sạn với giờ làm linh hoạt và thuận lợi. Mức lương thì thưởng hấp dẫn, công việc ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến. Một công việc mà ai cũng cần tới bạn và chính bạn là người đem niềm vui đến cho mọi người. Còn cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp cái ngành này thì như thế nào? Chị Trúc có thể giới thiệu đôi nét về cơ hội việc làm sau khi học tại Học viện Quản lý Nam Giang không ạ? Singapore thì nổi tiếng là hòn đảo du lịch. Theo một số chuyên gia thì Singapore hiện đang cần thêm nhân lực trong ngành du lịch khách sạn và cả lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn. Do đó thì Singapore đã trở thành điểm đến rất hấp dẫn của giới trẻ Việt Nam và đặc biệt là các bạn sinh viên đang tìm kiếm một cơ hội có công việc tốt với mức lương cao. Tùy theo trình độ và nguyện vọng thì các bạn trẻ Việt Nam đang theo đuổi nghề quản lý nhà hàng khách sạn khá dễ dàng trong việc tìm những khóa học phù hợp với nhiều bậc đào tạo khác nhau tại Singapore. Và học tập tại Singapore thì không chỉ giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh mà kiến thức chuyên môn còn tích lũy những kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, những điều vô cùng cần thiết trong công việc tương lai. Và ngoài ra thì du học Singapore học chuyên ngành du lịch khách sạn còn được đi thực tập hưởng lương, nhất là 6 tháng tại các khách sạn lớn 4 năm sau. Mức lương tối thiểu là khoảng $600 xin một tháng và mức lương khởi điểm của một người mới tốt nghiệp là $2,000 xin một tháng.